lót vào cái đường từ đường đi vào mộ cậu và lót xung quanh mộ cậu hay sao đó, em thấy căng dây từ đường, từ ở ngoài đường nghệ sĩ này, đi vào luôn đó. Đây mấy anh chuẩn bị đo đạt cái căng dây này cô chú anh chị, làm cái con đường đi vào luôn nha. Đó, mét 8. Dạ. Nó bây giờ cái chậu bông đó thì dạ xin chào chị Nga Phạm nha, mở ra là bình thường. Dạ em chào chúng anh Trung Tuấn. Dạ thì bây giờ ảnh đang đo nè cả nhà, anh đang đo nè cái chậu bông này, chậu bông này thì chắc ảnh nói là giờ đi luôn. Thì bây giờ để cho ảnh làm ổn định xong đi rồi sau đó rồi bắt đầu mình sẽ tính tiếp, chứ bây giờ mình giờ tới giờ lui thì thứ nhất là mất sức, thứ hai là cũng phải giờ tới giờ lui nữa. Tại vì cái chậu này rất là nặng, hồi sáng là tới 5-6 người mà khiêng không nổi cả nhà, phải lăn nó. Phải lăn, phải dùng thế chứ không thể nào dùng sức. Phải dùng thế thôi. Người ta nói là mình ít người thì mình dùng thế. Đó. Đó. Bây giờ mấy anh này khiêng. Đó cả nhà, bắt đầu mình anh chuẩn bị khiêng nè. Đó cả nhà thấy không? Chuẩn bị. Đó, bây giờ dẹp luôn. Vậy là bây giờ rồi anh dẹp luôn cái thảm này để anh lót cả nhà ơi. Ủa sao mấy anh này làm thấy nhẹ nhàng quá, hồi sáng mình làm thấy nặng nề lắm. 2, 4 cũng 5 người chứ không đùa đâu. Nặng lắm cả nhà. Dời nữa, dạ đúng rồi, dời nữa. Thì thôi thì để cho mấy anh làm đi, rồi sau đó mình tính tiếp với cô chú anh chị. Làm cho anh đâu đó đàng hoàng đi, rồi sau đó mình tính, mình sắp xếp lại. Chứ bây giờ mà sắp xếp là bắt đầu mất sức lắm. Và bên cạnh đó thì không biết anh làm ở chỗ nào và anh sắp xếp như thế nào. Thì thôi để cho mấy anh làm đi, rồi mình tính sau. Anh đem hoa ra hết rồi thành 4 cái trụ. Dạ. Mộ cậu năm thì cả nhà cũng thấy ha. Wow, bên kia anh cũng giờ nữa cả nhà. Đó. Và mấy cái thảm cỏ bây giờ anh lôi ra hết rồi. Đó. Đó. Cũng 4-5 người làm á, nặng lắm á cô chú anh chị. Đó, dây là được căng nè cả nhà, cộng dây trắng nè, căng ra từ đường cho tới đây luôn nè. Đó, anh tháo dỡ luôn rồi nè. Ở trên đây có miếng vải, miếng này của là cô Loan, nó bị cháy rồi. Để anh tháo nó. Anh tháo dỡ luôn cô chú anh chị ơi. Đó, tấm thảm, tất cả tấm thảm được dẹp hết rồi, lộ ra bên ngoài là phần đất nè. Nằm ẩm dưới nè cả nhà, bụi quá. Đó, mấy anh làm là hôm nay là chắc có lẽ là mồ cậu có một sự thay đổi lớn. Là cái phần đây nè, chỗ này từ cọng dây nè cả nhà. Từ cái phần cái cọng dây, hồi cái miếng đó nặng lắm nha. Từ cái phần cọng dây bị căng chỗ trắng trắng nè cô chú anh chị thấy nè, là lót dài vô tới mồ cậu luôn á, em nghĩ là vậy. Từ ở bên kia là lót cái đường đi đi vô. Lót đường đi đi vô, tới đây là lót qua bên tới mồ cậu luôn. Đó, mấy tấm thảm này anh dẹp hết luôn. Đó. Rồi dẹp hết rồi đó cô chú anh chị. Tấm thảm của cô Loan thì nó bị hư rồi, cô Loan ơi, nó bị cháy rồi. Đó, bây giờ mấy anh đem dẹp thôi. Ồ. Rồi mình coi kiểm tra dưới đây coi có gì để lụm không. Dỡ lên có gì để lụm được không. Đó. Là mấy anh là ở trong đây là mấy anh là trong xưởng đá đó cả nhà. Mấy anh tới nó giờ nữa kìa, cái chậu bông giờ nữa kìa. Để cho mấy anh làm đi cả nhà. Để cho mấy anh làm đi rồi sau đó mình sắp xếp sau. Nhiều khi mình làm mình bưng bê, mình không để không đúng chỗ mấy anh lại giờ nữa. Thì nó lại mất sức. Dạ đúng rồi, lót gạch từ ngoài sân. Từ ngoài đường nghệ sĩ luôn nè cả nhà, từ ngoài này nè. Nó từ ngoài những chiếc xe này nè, lót dài vô luôn. Lót dài vô tới mộ cậu và lót xung quanh luôn, em nghĩ là lót xung quanh ảnh giờ luôn nè, ảnh giờ những cái bông của xung quanh mộ cậu luôn nè. Cả nhà yêu thương em thì cho em xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Rồi mấy anh tháo luôn cái hàng gạch này hay gì nè. Wow, anh dùng bằng tay, một tay luôn anh dỡ miếng gạch nè, anh tháo hết hàng gạch này luôn rồi nè.
Đó, anh tháo hết rồi cô chú anh chị. Để lót thêm cái gạch mới vào. Lấy cái cây, cái cuốc. Cái gì mà... Đây. Là cô chú anh chị mình chờ nha. Đăng ký kênh, like và chia sẻ. Và chờ trong giây lát để mấy anh đây lót gạch như thế nào và lót mộ cậu thay đổi như thế nào. Thì lúc đó em sẽ tiếp tục chia sẻ, cập nhật liên tục cho cô chú anh chị xem nha. Bây giờ em phải đi kiếm pin dự phòng thôi. Em phải like và em sẽ quay cho cô chú anh chị xem những cái video liên tục cho cả nhà xem, cập nhật tại mộ cậu Năm. Tại vì em ở đây thì em phải cập nhật, cô chú anh chị đâu có ở đây đâu, nên nhiều khi không biết được là mộ cậu thay đổi như thế nào. Thì em xin ở đây để chia sẻ cho cô chú anh chị. Thì em có một gọi là ở đây chia sẻ, thì cô chú anh chị yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký. Cái đó là để cái động lực của em để em tiếp tục chia sẻ. Chờ bây giờ hồi sáng đi quên đem cái nón theo nữa, quên đem cái nón theo đội. Trời bắt đầu hôm nay em nghĩ là rất là nắng đi. Mà hồi nãy thì lúc mà cái rạp nhỏ nhỏ bên kia cả nhà, nó cái rạp nhỏ nhỏ ở xa xa bên kia là tháo ra, thì có lẽ là ông trời ông cũng cảm động, ông trời ông cũng hiểu được tấm lòng của bà con cô bác, nên có một vài giọt mưa nhỏ lắc phắc rơi xuống. Nhưng mà không sao, sao cả nhà, cậu bướm bay nhiều quá, về quá trời luôn cả nhà ơi, bướm bay về nhiều lắm cả nhà. Giống như là cậu Năm đã quá thăng về để thăm mộ và có những thay đổi cả nhà. Mỗi lần có sự thay đổi là bướm bay về rất là nhiều. Có mua nước uống chưa cho mấy anh chưa? Bên kia có nước rồi ạ. Nhưng mà thùng đá rồi thì được lấy đi mất tiêu hết trơn rồi. Ở đây có nước rồi nha cô chú anh chị. Nước suối thì có đây nè. Nước suối thôi, chứ còn nước suối ướp lạnh thì không có. Tại vì cái thùng mà tối qua mấy anh đi lấy hết rồi. Lấy đi hết rồi. Này. Đây. Mấy anh lại dời. Mấy anh lại dời chậu nữa nè. Nói chung là mình không có thể nào mình dời được, để mấy anh làm. Làm tới khi nào mấy ảnh xong thì lúc đó mình tính sao. Nó tháo ra nè cả nhà, tháo gạch ra nè. Đây mấy anh, đây là mấy anh trong xưởng đá của chú chị. Em thấy mặc cái áo là ghi là xưởng đá. Hỏi mấy để đâu mình đi lấy. Ông ở trong có nước suối này à, cô chú anh chị. Rồi mấy anh bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, đem xẻng, đem cuốc, rồi đem đồ tới rồi cả nhà. Ở xa xa kia kìa, có anh đó, anh đem xẻng, đem cuốc, đem tới để cào phá mặt bằng, gọi là phá mặt bằng để lót gạch. Một chút em đốt nhang cho anh Năm nha em. Dạ, một chút em đốt cho chị một nén nhang cho cậu Năm. Dạ ok ạ. À, chút xíu nữa ạ. À, đó mấy anh đang làm là rất là nhiệt tình. Đó, tháo hết rồi, chút xíu mấy anh sẽ làm phá mặt bằng luôn cô chú anh chị ơi. Anh đang thắp ba nén hương. Đó. Đó, trước khi làm thì cái chú đó thì cũng trình với cậu Năm xin phép. Nói chung là làm cái gì cũng phải xin phép cả nhà. Rồi em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em, cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha. Xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà.